À, vô nhà bà cứu nè. Chị đi ơi, chào bà cứu nha. Kêu bà cứu ơi đi con, kêu bà cứu ơi. Kêu bà cứu ơi. Kêu bà cứu ơi. Oh, chào ông đi con. Chào ông, chào ông, chào ông. Chào ông, chào ông. Cởi cởi dài ra. Trời ơi, chào bà Vân đi. Chào bà Vân đi. Chào bà Vân. Ờ, có bà Sơ kìa. Ủa Ni hả? Hả? Ni hả? Không, nó tự, mẹ con nó đi ấy rồi. Rồi chồng của anh rồi. Đi đi ấy rồi, đi đi công chuyện. À, ông Lũ, ông Lũ. À, xe đi xe 2, xe 2 gì đi. Lấy kem cho em mà xem. Mà xem, lấy kem cho em ăn đi. Dạ. Yeah. Lấy kem bình đi là nó thôi, mới chạy theo liền hết trơn. Hey Chi, do you want some ice cream? Yeah. Nó màu trắng á, màu trắng á Chi đi. Wow. Tới McDonald's order cho em không có, đang được. Đâu lấy cái muỗng cho em, đi 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 ra bàn ngồi ăn nè. Muỗng này. Chào bà Vân chưa? Không bà Vân miếng đi. Không miếng cho kem. Không bà Vân miếng. Chế đi. Chế đi. Mày ăn rồi. She's so cute, hả? Yeah. À, chào ông đi con, chào ông. Ô, mà mở đâu vậy? Ủa mà bệnh này hả? Kia lấy bà nội ra nha. Dẫn bà nội ra nha. Mẹ lấy nước ngọt mà. Bỏ cho em ở đây. Cái này cái muốn kèm mà nó không mặc. Kèm. Yeah, mà Sơn ngồi với em đi. Hi Chi. Say hi chị kìa. Hi. Say hi với mà chị với mà Sơn đi. Say hi. Can I have one? Yeah. Feed it. À, giỏi ta. Trời ơi, friendly á. Bỏ cái đây. Đây là thân thiện lắm. Ba mẹ đi San Jose rồi. San Jose kìa, chào bà cố kìa. Nghe bà cố nè. Chào bà cố đi. Chào bà cố. Chào bà cố. Chào bà cố đi. Chào bà cố đi. Đã có ăn kem ăn. Nó xéo kìa, cho bà cố nè. Chế đi. Chế đi. Ăn kem rồi, ăn kem rồi. Nó siêu thôi, trong hình nó bự. Mất chiếc mất rồi. Dễ thương. Anh để trước. Anh để trước. Oh my god, so cute. I know, right? Ả bà chưa? Ả bà chưa? Ả bà cố đi, chồng không nói gì cái ta. Nói với mà, nói dữ lắm á. Trời ơi, chấm thêm pha vô kem. Yeah, no, it's so good. Yeah. Here, you want to see the sun? I like the babies are half. Chả cần chả gì, anh. Trên đây hơn quá là vô gặp chị Tiên nhà vậy? Chị Tiên nghĩ mà. Chị Ti là con của bà Vân á nha, mà chị đi. Cười rồi đó. Không lạ. Đó. Là ăn ở đâu lạ chứ. Không lạ. Cho em tờ giấy nha. Ngủ mà Nhung á, tối qua ngủ mà Nhung á. Vậy hả? Dạ, tối qua Nhung bế vô phòng để ngủ luôn. Cái biết gì không? Không luôn mà. Không ngủ một hơi luôn, không chạy. Một hơi tới sáng luôn. Dạ. Mà có rồi, nhắc thường. Mà mày thường nó có mặt không? Không biết. Không có mặt. What's your see now? Đâu có. Sáng ăn uống đàng hoàng, mà thèm ăn kem thôi. À, McDonald's mua kem McDonald's bị máy hư rồi. McDonald's máy kem bị hư.
ăn cái kiểu gì kỳ nhất. Em mà lông cái tao ra. Ông Hồng tưởng không có, ông Hồng hỏi trước. Hỏi trước để em chạy, để em chạy đi mua. Hứa rồi, hứa không có là chết. Bao la. Phải ăn này, kem này đâu đúng sở trường của chị rồi đó. Kem màu trắng, nói kem màu trắng. Mời đó, mời đó. Mời bà cố ăn. Mời bà cố giỏi quá ta, trời ơi, cái này. À đúng, đúng bà cố ăn, đúng bà cố ăn. Ờ, cái bà cố chấm phai mai chấm. Trời ơi, giỏi cái gì ta, trời ơi. So cute. I need to take a video of this. Trời ơi, dễ thương không? Trời ơi. Giấy con chùa, giấy cho bà Vân miếng đi, đút cho bà Vân miếng. Ai ai bà Vân đâu nè, bà Vân bên đây nè. Cho bà Vân miếng nè. Bà cố. Rồi. Thích bà Vân cả. Chắc bà Vân. Mê cho em rồi. Ừ. Ngon quá, cho bà cố không? Ông Phật không? Ông Phật có không đâu, ông Phật có không? Ông Phật đâu, ông Phật đâu. Ông Phật đâu. Dám giỡn với bà cố luôn kìa. Trời ơi. Ông già không dám giỡn với bà cố luôn á, mà con dám giỡn với bà cố không? Mô phẹt đâu, mô phẹt đó. Mô phẹt đâu, cho bà cố coi mô phẹt đó. Mô phẹt chê đó. Lạnh 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 lạnh. Lạnh hả? Lạnh hả? Ba mẹ đi đâu sợ không? Không, ở nhà vui lắm. Chắc thì cho đi buồn đời chết lúc đó. Không, ngoan lắm, ở nhà con với Nhung ngoan lắm. Ba mẹ đi, đi nhà bà Dung. Ơi. Thì vậy đó. Ngoan lắm. Quen rồi đó, ở nhà. Ngoan, ngoan lắm. Không sợ. Ba mẹ đi đâu sớm chứ? Đi công chuyện, ba mẹ đi công chuyện. Dạ. Mà ngoan lắm, ở nhà ngoan, nói gì nghe đó à. Hay à. À mở Mickey Mouse cho coi chập. Tới ăn đi con. Còn cái là ăn đâu? Ăn đi con, có cái nước bếp này ăn đi. Ăn đi con, cũng không ăn nữa. Ăn đi. Dạ. Ờ em ăn nó được á Nhung. Lập cái ngày nó mua đi lớp á. Ăn ngon. Anh Tấn về chưa? Tấn về. Okay. Ờ. Ngon. Nhung. Mời đó, vì sự không? Nhâm mì đâu dễ mời thương lắm á. Nói tiếng Việt đi, nói đàng hoàng. Nói đi, nói đi, hết tiếng Việt đi, nói cho bà nghe đi. Nói tiếng Việt đi. Nói tiếng Việt cho bà nghe. Bà mời lên cái giấy. Mời em tìm Michelle á. Michelle em tìm. Gì em. Đó, ở đó. Ăn lạ luôn phải không? Ăn kiểu này mới thấy lần đầu luôn á. Không có cái gì. Không có cái gì. 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 Có tối nhà. I want to take pictures of her. Yeah. Mình bắt hôn nó tên. Giỡn trần rồi. Không nhớ giỡn. Trời, cái tay trên ăn. Dành như ta. Ừ. Dành như cười. Dành quá. Dude, I love. Look at that. I did her hair. Áo bà Nhung mua 3 tuổi mà cũng rộng à. Ờ, một xíu mà mua áo 3 tuổi mặc rộng bên mông kìa. À. Mọi cái tưởng nó lớn lắm nha. À. Bà cố ơi. Bà cố coi con riết cái nha chê nha. Bà cố ấy cái mở lên là bà cố coi con riết cái nha chê. Bà cố ơi. Đó, bữa nay chở vô cho bà cố thấy đó. Đó. Tưởng nó mập lắm. Nó xíu à. Ngon không chê? Ngon kem ngon không? Ngon phải không? Good. Nhâm mì á, nhâm mì vậy. Ăn thèm đó bởi vậy hả? Ăn thèm hả? Ăn thèm. Hợp khẩu vị. Làm biến ăn lắm mợ ơi. Thấy cũng tội. Ăn đã nha. Đâu thơ tay, thơ tay. Đúc cho bà cố miếng nữa đi. Cho bà cố ăn với. Trước nó xạo quá, nói gì đâu. Xạo không à. À dễ hơn, trời ơi giỏi dữ người ta. Thư bà cố giữ ta, thư bà cố giữ ta. Sợ giống thấy không? Không sợ, quen rồi. Thư bà cố quá ta. Chị, you don't like ketchup? Ừ. No?
She said no, and she started crying. Ủa, cô dễ sợ chưa? Con nói chuyện gì chơi vậy hả? Thế là anh không? Chưa quen hả anh hả? Không bao lâu, trời ơi con xíu xong rồi nó nói chuyện. Anh thôi, không có gọi gì hết. Tiếng Việt, tiếng Anh rồi, tùm lum hết á. Từ nhỏ thấy chị Ti, chị Ni chưa? Chưa, chị Ni mới thấy lần đầu luôn. Chị Ni chưa gặp cháu. Nó nói chuyện niên. Ôi, mà bảo bế đâu, hôm qua ra sân bay. Nó kêu con thì nó kêu con lại về. Nói chuyện với Nhung với con trên phone thôi. Hay là FaceTime đồ thôi. Hôm qua Nhung bế ngay cái chỗ cửa sân bay á. Con đứng ngoài này. Tại con đậu xe ở ngoài. Vừa ấy thấy con cái là hello. Hello ông già trời. Bà thấy không? Mình nào giờ mình đâu thấy là mình biết cà phê nói chuyện không? Không bạn nít nó có cái làm gì đó. Nói chuyện phone nó mỗi ngày nó biết. Mà biết bà con mà biết không? Biết bà con. Trời ơi bà dân ăn luôn rồi ha. Giấm mì đấy. Nhớ hầu dạng lắm. Chúc bà miếng đây, cậu ra miếng thành hai đúc bà kìa. Trời ơi, nó chọc bà cười rồi. Chọc bà quá, nó giỡn. Nó giỡn, nó giỡn với bà cả. Đó. Nguyên, this is so sweet. Bỏ đi. I love him. It's like a baby and a little grandma. Được hết cái cho bà ăn luôn. Ồ, ơi. Nó giả đang chạy. Ghê quá. Oh, so cute, so cute right here. Tự nhiên với bà đó trời. cái này mà bà cố bên Việt Nam coi rất mê nữa nè. Bà cố Việt Nam cũng đang muốn nhìn mợ đó. Bà cố Việt Nam là cái hồi nó còn nhỏ ngoái á. Bà có nói với nó về chuyến này giờ tối nay về gọi mẹ kêu mẹ coi nha. Cái mẹ coi có bà nội đây nữa nè đó. Yeah. Okay. Mặt hình nó giống ấy quá. Lai nhiều. Lai quá. Oh, I love so cute. Cái tóc đẹp vậy thôi hả? Tóc đẹp, màu tóc đẹp. Chấm cực sạch con nha. Nó mó. Nó mó. Nghe hồn. Hồn chú con đi con chị Hiền con bắt cửa. Thường đó. Anh của ngày đó. Con gái đó mà đi chụp khác. Cho đẻ con như Việt Nam. À, bự. Cây đó. Không có la chút nào chứ. Giỏi rồi nha. Trời ơi. Ngon chưa? Ngon chưa? Ăn chút xíu xíu chưa? Không có ăn gì nữa hả? Ăn vậy là đủ nhiều rồi đó. Vậy là nhiều rồi đó. Rồi chạy chơi đi. À vui rồi đó, vui rồi đó. Like, mình nghiên cứu đang nghiên cứu đồ đó nha. Mà đúng rồi đó, đang nghiên cứu đó. Đất kẹo hay gì đó. Ăn nãy thèm kem ăn hơi giờ đi. À đi nghiên cứu rồi đó. Khỏe rồi đó. Vui hết chơi hả? Vui không? Vô nhà bà cố vui không? Vô nhà bà cố vui không? Hả? Nhà bà cố vui không? Cho ba biết gì Ti à? Ba tuổi mà. Ba tuổi. Ba tuổi. Tới tháng 11 này đó. Nghe Bảo Ngọc nói. Tưởng Michelle đi làm. Nghỉ hả? Nghỉ. Còn bắp con còn làm không? Ngày mai không qua, ngày mai làm đó. Mai làm bắp con hả? Yeah. Ồ, đem ăn đắp cái dưới. Không kịp luôn đó nha. Đâu. Người ta ăn người ta thích, người ta mua lại bắt chơi. Người ta thích hả? Người ta làm cái gì phải hứa ông gì mà ông mua. Như how many bags he bought? Andy or something? Who? That one dude who bought like that big box. I don't know his name. Andy, John, Andrew. Ai. Hãy chơi đi nha. Thôi ngưng video nha. À. Oh my gosh, I'm not thinking another one. What's your mouth?
cái bực này cái lại vậy. Cái này bắp bắp con này của chị Michelle làm đó con. Của Michelle làm á. Đó mà bắp con của chị Michelle làm á. Trời ơi chơi đi lucky à. Chơi đi lucky vô ơi, chị Michelle bắp con á. Chị đi biết không, cái con này của chị Michelle làm hết, chị đi biết không? Hép em con. Không chịu đâu, không chịu đâu. Trời ơi, bắp con nhà chồng ở mấy bịch luôn kìa. Giúp lấy về nhà ăn nha chứ. Ở nay ăn đâu. Ngon không? Mai mình chơi chơi nữa ha. Trời ơi. Vui quá. Rồi, cho bà cố miếng đi. Chơi đi. Chơi đi cho bà cố ăn với con. Chơi đi cho bà cố ăn với con. Cho bà cố lấy cho bà cố miếng đi. Lấy cho bà cố miếng. Đút cho bà cố miếng cho miệng. Bà cố. Bà cố đâu. Cho bà cố miếng. Cho bà cố miếng. Cho bà cố miếng nhé. So cute. Trời ơi, ai vui quá. Ai vui dữ vậy ta. Nói mẹ Ngọc muốn ăn là phải order gì mà sale nha. Ok, nói mẹ Ngọc muốn ăn bắp con nó order gì mà sale chưa? Thì mà sale làm đó, gì mà sale làm đó. Gì? Gì mà sale làm đó. Mà nhung mới mua mà vẫn rộng. Té chuỗi trơn quá con. Cái này còn mặc được năm tới nữa. Trơn quá. Rồi. Cô lồ mấy cái xinh thơm xinh. Mua cho mấy cái này. Rồi mua 3-4 cái gì nữa. Ồ lụm lên em Michelle. Lụm lên ăn. Rồi. Mới trong nhà ngon á. Chúc chúc xin gì mà xem đem về luôn nha. Ok. Chơi đi. Chơi đi nè. Chúc xin gì mà xem đem về luôn nha. Ok. No. Lấy trong già miếng bắp con cái ta. Trời ơi, ăn hết bắp con nhung. Lấy bắp con ăn nhung này. No. I said no à. Ông đủ lấy của con hả?
Thích quá trời luôn, thích pop corn quá luôn rồi. You're right about this. Kids like this. Yeah, kids like it. Không ăn. Không, cái này chắc chắn chắc ơi, cái này chắc chị thích nè. Sao tự nhiên người ta mình thân mình có chị Tây bán khóc không mà ba mẹ đi mua mấy yeah. Phải, hôm qua trước xong đi xong lên xe vô tiệm Linh Đa chân đài á. Lấy bánh ăn. Chị Tây có biết Linh Đa chân đài. Không phải trong cái bịch máy lắm. Mình dừng ăn nó lấy rồi. Cái này nó cứ smile. Dạ. Lấy gì ăn có một cục cái bỏ luôn. She no, she didn't even eat the whole thing. She bit half of it and she gave the other half to me because she didn't want it. Quá vậy đó, quá vậy. Lấy ai mà cũng quá. Con hai nãy ăn để ăn ghê hả? Con hai nãy. Ừ, nó ăn một lần một bịch một xíu hết liền. Okay. Bà Nhung mệt quá à, chơi tới khám cho bà Nhung coi bà Nhung coi bị gì vậy? Hả? Tới chích cho bà Nhung đi. Ừ, chắc bà Nhung already hả? Nhưng mà bà Nhung muốn chích nữa. Bà Nhung còn mệt. Chạy khám bệnh chưa bà Nhung nha. Coi thử bà Nhung bị gì mà bà Nhung mệt quá nè. Ok. Rồi chạy khám bệnh cho bà Nhung đi. Bà Nhung mệt quá trời luôn. Ồ, chích cho bà Nhung nữa phải không? Vậy chích ở đâu nè? Chích tay nè. Không. Chích ở đâu? Ồ, chích chân hả? Chích chân hả? Chích chân nhẹ thôi. Ồ, chích nhẹ nhẹ thôi chứ bà Nhung đâu. Giỏi quá trời luôn, chích bà Nhung nhẹ nhẹ thôi. Chị đang làm gì á? Hả? Chị làm gì á? Chị đang không cho ăn kẹo. Ồ, vậy hả? Ăn còn kẹo. Một cục kẹo này. Hồi nãy chơi vô nhà bà Cố chơi vui không? Dạ. Hả? Không. Không hả? Sao vậy? Không, đừng đi xây. Hồi nãy bà Nhung thấy chơi vô nhà bà Cố chơi vui mà. Hả? Lấy nè. Lấy gì? Lấy gì nữa? Hả? Nãy bà Nhung thấy chơi vô nhà bà Cố chơi vui quá trời luôn mà. Chị ăn ice cream và chị ăn popcorn ngon quá trời luôn mà. Đi không? Đi nhà bà Cố chơi nữa không? Không. Không hả? Sao vậy? Ở nhà bà Nhung ha? Không. Hả? Không. Không hả? Dạ không. Ồ dạ không, giỏi. Em mát cho bố này. Ồ. Dì Ni đâu rồi chị? Dì Ni ngủ rồi hả? Con đi ngủ dì Ni luôn đi. Không. Sao vậy? Ngủ ừ. Đúng rồi. Ồ, oh, cái đó là bổ biện khác vậy đó hả? Wow. Không căng ra. Ok ha. Bà Nhung có bệnh gì không? Dạ. Bệnh candy. Bệnh candy hả? Dạ. Gì kỳ vậy ta? Không phó đất trời cho em nè. Đất trời là khám ở đâu? Khám chỗ nào? Ồ, vậy đó hả? Ủa, cái gì kỳ vậy ta? Đất trời làm đất trời khám gì kỳ cục vậy? Đất trời... Ở đất trời khám gì kỳ cục quá vậy? Trời đói bụng chưa? Không. Hả? Trời có đói bụng chưa? Dạ. Ừ? Dạ không. Dạ không hả?
chỗ mua Phật của chay nè. Mua Phật của chay nè. Mua Phật của chay. Đốc trời đi đái hả? Ồ, oh, đốc trời đi đái rồi. Trời, đốc trời hay quá à. Hả? Mất tiêu rồi. Ừ. Mày coi. Hả? Hả? Tại sao phải bị quiet? Quiet. Hả? Trời sao mùi. Phúc sao mùi. Sao mùi hả? Phúc sao mùi. Ừ. Ông Lũng, ông già làm gì vậy? Hả Chi? 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 Let's back. Hả? Ông già làm gì Chi? Chị giỏi quá. Chị giỏi quá. Chị giỏi quá chị ơi. Chị mới kêu bà Dung bị khoai gạch mà chơi những gì khoai gạch gì hết vậy. Hả? Nhẹ thôi nha bà đầu. Nhẹ thôi phải không? Nhẹ thôi. Nhẹ thôi. Nhẹ thôi. Nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Tại sao phải nhẹ nhẹ vậy hả? Hả? Sao vậy? Sao vậy? Ờ, ông Lũ la hả? Dạ dạ. Trời, nó làm gì trời? Đi làm gì à? Hả? Ồ, ồ, ông Lũ ngán vậy hả? Ông Lũ ngủ ngán vậy hả? Ồ, wow. Nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Ra đi nhẹ nhẹ thôi cho ông Lũ ngủ. Đúng rồi. Nhẹ dữ à. Này đeo giỏi cho mình Nhung coi coi. Chị đeo giỏi cho mình coi. Trời ơi, nó giống Việt Kiều quá rồi. Đeo cái giỏi này nhìn nó giống Việt Kiều quá trời luôn á. Rồi, cất vô hả? Cất vô. Dạ, cất rồi mới cất vô phải không? Đúng rồi. Rồi đeo làm sao? Rồi đeo cho người sao? Không có Việt Kiều. Không có đeo được hả? Không. Được mà. Giờ cất cái gì nữa? Cất cái gì vô nữa? Sông môi đâu rồi? Sông môi đâu? Sông môi đâu rồi? Mặt má này có làm gì không biết. Blit gì không biết. Ủa con chốt tiền đây kia chốt tiền đó thì hơn chốt tiền cốt tiền à chốt tiền chốt tiền đó hả đừng sao nữa sao em bảo mang tiền em kia làm gì nữa người chơi nói gì với cô chú nữa kìa hả nè chị khoe với cô chú chị có gì kìa hả chị khoe với cô chú chị có gì hả ồ chị có đồ khám bác sĩ á hả khám bác sĩ ồ chị khám bác sĩ ồ wow Đốc từ chê gì hả phải không
em không phải chơi kìa. Hả? Em phải mày chết. Chơi là đốt rồi chơi gì hả? Khám bệnh đi. Khám bệnh cho bà Nhung. Khám bệnh cho bà Nhung. Bà Nhung mệt quá, khám nhẹ nhẹ thôi. Khám bệnh nhẹ nhẹ thôi. Có khám gì rồi. Có khám gì ra đi. Em không được ăn. Rồi chơi nói gì với cô chú nữa. Hôm nay chơi đi đâu? Hôm nay chơi đi đâu, chơi làm gì, chơi kể cho cô chú nghe đi. Hả? Hôm nay chơi đi đâu nè? Chơi đi nhà ai? Nhà ai? Ờ, không phải nè. Nhà ai phải. Mà hôm nay chơi đi nhà ai nè? Hôm nay chơi đi nhà ai, kể cho cô chú nghe kìa. Kể cho cô chú ông bà nghe kìa, hôm nay chơi đi nhà ai? Mẹ ơi. Bà Nhung hép mẹ nha. Mẹ ơi đi làm gì? Xin mời nha mẹ. Ồ, cái bà Nhung bằng mẹ hả? Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ đâu rồi? Hả? Xin mẹ bà Nhung. Không miếng đi, không mình dùng miếng đi. Nè, chơi để cô chú đây, chơi đi đâu vậy hả? Chơi đâu vậy? Cho bà Nhung này nha. Không. Hả? Mày chết rồi. Cho bà Nhung cái đồ make up đi. Không. Không. Rồi cho. Cho bác sĩ. Ồ, oh, cho bác sĩ hả? Cho bác sĩ. Mày không có make up. Bác sĩ à, đi làm gì? Trời, đeo phải đeo vậy hả? Wow, cái vỏ kìa, đeo lết đất luôn kìa, trời ơi trời. Chơi có này hả? Chơi có này đẹp quá. Ai mua cho chơi á? Hả? Ai mua? Hả? Ai mua bóp cho chơi á? Ai mua vỏ cho chơi vậy? Bà Nhung đúng rồi, hay quá. Chú Lũ. Chú Lũ hả? Trời ơi, chú Lũ. Ai mua? Bà Nhung mua hay chú Lũ mua? Chú Lũ. Chú Lũ mua gì nữa? Purse. Hả? Chú mệt không? Ừ. Con muốn quay lại hả? Ok, chờ tí, bà Nhung quay lại, từ. Nó mất tiêu rồi. Chị đang ăn gì á? This one. Hả? Chị đang ăn gì á? Wow, ngon quá vậy ta. Good job. Wow, giỏi quá. Nè, con nhỏ ra đây nè. Sao vậy? Nhà ăn nhỏ chơi nhỏ chơi. Hả? Nhai từ thôi, không nhai so fast. Ăn nhai từ từ thôi, không nhai so fast, đúng rồi. Nhai xong nước này. Đúng rồi. Giỏi quá.
Thế nó màu gì chị? Blue. Ngon không? Bánh ngon không? Đó. Chị ăn đàng hoàng nha, đừng có làm rớt tùm lum nha. Chị ăn từ từ, không có làm rớt tùm lum nha. How about this? This come out. It's been Christmas stuff. Yeah. Chấm đi, chấm miếng ăn ha. Giỏi quá. Đúng rồi, ăn từ từ thôi ha. Cho cô chú miếng đi. Cho cô chú miếng thôi. Đó, không có phun tùm lum đầy nhà. Thầy ăn strawberry đi. Ăn strawberry đi. Chị hư quá à. Chị hư quá, bà Nhung không thích chị ăn kiểu đó nha. No. Hả? Này, chị ăn hư quá. Để bà Nhung lột cho chị ăn nha. Nha. Sao vậy? Tắt thử thôi. Nè. What's my place? What's my purse? Con để đâu rồi? Where's my purse? Con để đâu rồi? No. Chán kì quá, bà Nhung không quay nữa đâu, mệt rồi. Bà Nhung mệt rồi, bà Nhung chán chê rồi, bà Nhung làm biến quay chê rồi. Bà Nhung làm biến chê chê rồi, kêu Không có lâm hả? Listening place.